Thông tin đầu tiên gửi đến quý vị đó là việc là gần 2 tháng rồi Nga mới tiếp tục tập kích thủ đô Kyiv của Ukraine. Còi báo động phòng không đã được kích hoạt tại thủ đô của Ukraine vào sáng sớm ngày hôm nay 21 tháng 3, trước khi mà hàng chục tiếng nổ lớn và âm thanh khai hỏa của các hệ thống phòng không vang lên ở trung tâm thành phố. Thị trưởng của Kyiv là ông Vitaly Klitschko nói rằng là mảnh vỡ từ tên lửa Nga bị đánh chặn đã rơi xuống nhiều quận nội thành, gây cháy một số tòa nhà và ô tô trên đường phố. Đây là lần đầu tiên mà thủ đô Kyiv bị hứng đòn không kích của Nga trong suốt gần 2 tháng qua. Không quân Ukraine thì họ nói rằng là họ đã đánh chặn toàn bộ 31 tên lửa mà Nga sử dụng trong đòn không kích, gồm 29 tên lửa hành trình tầm xa KH-101-555 và 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M hoặc là Silver Dome Kinzhan. Cái việc mà Ukraine tuyên bố đánh chặn 100% tên lửa tập kích Kyiv tôi cho là một cái điểm nhấn. Bởi vì trước đó thì khi mà Nga thực hiện những cuộc tập kích này vào Ukraine, đặc biệt là vào thủ đô Kyiv, thì cái số lượng đánh chặn của quân đội Ukraine nó không phải là tuyệt đối 100%. Có lúc nó là 60%, có lúc nó là 70% và có lúc nó chỉ là 50% thôi. Thường là những cái thời điểm đó là Ukraine sẽ gặp khó khăn về cái nguồn cung tên lửa đánh chặn và hệ thống phòng không. Cho nên là cái tỷ lệ đánh chặn của họ nó không cao. Và họ cũng khá là trung thực khi mà thông báo các cái tỷ lệ đánh chặn đó. Và đặc biệt là những cái tên lửa Kinzhan hay là những cái tên lửa Iskander-M là khó bị đánh chặn hàng đầu. Nhưng lần này, Ukraine nói rằng là họ đã đánh chặn được 100% số tên lửa Nga bắn vào. Thì nó cho chúng ta thấy rằng là cái khả năng phòng không của họ đã được cải thiện. Và nó cũng cho thấy rằng là có vẻ như là một số nước phương Tây họ đã bắt đầu viện trợ thêm cho Ukraine rồi. Sau khi mà Ukraine thất thủ ở Avdiivka, thì có lẽ là một số nước phương Tây nhìn thấy rằng là nếu như không viện trợ kịp thời cho Ukraine thì họ sẽ thua trận ở trên chiến trường. Và trong khi mà Quốc hội Mỹ họ vẫn đang tranh cãi về việc là có nên tiếp tục viện trợ cho Kyiv hay không, thì một số nước phương Tây cũng đã ký những cái thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine. Và tôi đồ rằng là những cái vũ khí phòng không mà Ukraine có để đánh chặn các cái tên lửa đó là đã được chuyển giao trong cái đợt mà Ukraine và một số các nước phương Tây, các cường quốc hàng đầu họ ký kết thỏa thuận an ninh, ví dụ như là Anh, Pháp, Đức, v.v. Và cũng nó cũng cho thấy rằng là Ukraine đang dần bước ra khỏi cái thời khắc khó khăn nhất, đó là việc mà viện trợ phương Tây bị đóng băng và họ cực kỳ là khó để mà thuyết phục các cái nước phương Tây tiếp tục viện trợ cho mình trong bối cảnh là họ đang bị đẩy lùi ở trên chiến trường, ngày càng nhiều hơn trên chiến trường. Cũng liên quan đến một cái thông tin trên chiến trường Ukraine, chiến sự Ukraine, đó là việc mà Bộ trưởng Quốc phòng Nga mới đây tuyên bố rằng Ukraine đã tổn thất hơn 71.000 binh sĩ và 11.000 đơn vị khí tài trong năm 2024, trong đó có 6 hệ thống HIMARS và 5 hệ thống Patriot. Lưu ý, đây là con số đơn phương do Nga đưa ra. Trong một cuộc họp với các quan chức quân sự cấp cao vào ngày 20 tháng 3, thì ông Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết là về tổng thể, thiệt hại của lực lượng vũ trang Ukraine tính từ đầu năm là 71.000 binh sĩ và 11.000 đơn vị khí tài, cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Không rõ ông ấy lấy số liệu ở đâu, nhưng không thấy trích dẫn nguồn gì. Và phía Nga nói rằng là Ukraine mất 6 hệ thống pháo phản lực HIMARS, 5 tổ hợp phòng không Patriot, 5 xe tăng Leopard 2 và 4 xe tăng Abrams. Quan chức này cũng cho biết là 790 tay súng Ukraine đã thiệt mạng và hơn 2.700 người bị thương trong các cuộc tấn công xuyên biên giới gần đây nhằm vào hai tỉnh Belgorod và Kursk của Nga. Và Nga nói rằng phòng không của họ đã đánh chặn 419 thiết bị bay không người lái UAV, 67 tên lửa từ Ukraine trong 3 ngày diễn ra bầu cử tổng thống. Nga nhiều lần tuyên bố là phá hủy các cái tổ hợp pháo HIMARS của Ukraine, nhưng mà tới đầu năm nay thì mới xuất hiện những video hình ảnh rõ nét đầu tiên xác nhận là những cái tổ hợp HIMARS này đã bị loại khỏi vòng chiến. Và theo tài liệu của Lầu Năm Góc thì Mỹ đã chuyển giao cho Ukraine tổng cộng 39 pháo HIMARS và mới đây thì cam kết là sẽ tiếp tục viện trợ thêm đạn rocket cho Ukraine. HIMARS
là một trong những vũ khí mà được kỳ vọng là thay đổi cuộc chơi. Tuy nhiên trên chiến trường, cái việc thiếu đạn dược đã khiến các tổ hợp HIMARS này đôi lúc là không thể hiện được hết uy lực của mình. Và gần đây thì bắt đầu xuất hiện những clip mà quân Nga tung lên cho thấy rằng là HIMARS đã bị đánh chặn hoặc là đã bị tấn công. Và thậm chí có một số clip mà tôi đã từng chia sẻ với quý vị, đó là việc mà Ukraine buộc phải mang cái hệ thống HIMARS đó sang đi sửa. Rồi hệ thống Patriot cũng là một cái mục tiêu mà Nga nhắm vào, bởi vì HIMARS và Patriot là những hệ thống đắt tiền và khá là hiện đại. Thế cho nên là Nga biết rằng đây là một cái điểm yếu của Ukraine. Những cái hệ thống này đương nhiên là nó rất mạnh mẽ, nhưng nó cũng có một cái nhược điểm, đó là dễ tổn thương. Đặc biệt là khi mà Nga chơi cái kiểu mà bão hòa tên lửa và UAV, thì nó có thể khiến cho những tổ hợp quân sự mà hiện đại như kiểu HIMARS và Patriot hoàn toàn là có thể bị tiêu diệt chỉ bằng một vài đòn đánh cảm tử, một vài đòn đánh của những cái UAV khá là rẻ, UAV cảm tử, hoặc là một số cái tên lửa của Nga mà nhận được cái tín hiệu trinh sát từ các UAV. Chúng ta hoàn toàn có thể nhận thấy đó là một cái chiến thuật của Nga. Và thậm chí là khi mà đánh hạ gục được các cái hệ thống HIMARS và Patriot, thì quân Nga cũng có một cái cơ sở để mà tuyên truyền, làm cái tài liệu tuyên truyền về cái sức mạnh vũ khí Nga trước là vũ khí phương Tây trên chiến trường Ukraine. Có thể thấy rằng là câu chuyện này đang rất là gây chú ý. Thưa quý vị và các bạn, những tổ hợp HIMARS như vậy và Patriot như vậy, nó đóng vai trò quan trọng trong việc mà Ukraine có thể phản công được quân Nga hay không. Và nếu như không thể phản công bằng những tổ hợp này, thì cơ hội mà giành lại được đất đai của Ukraine là nó cũng nhỏ thôi. Nó không lớn. Chúng ta thấy rằng là Nga công bố cái tổn thất của Ukraine lúc này nó không hề là có chuyện đơn giản. Nga rõ ràng là đang muốn nhấn mạnh rằng là Ukraine đang nhận nhiều thiệt hại trong năm 2024, mặc dù mới chỉ có gần 4 tháng trôi qua thôi. Và Nga cũng đặt định ra cho mình một cái cơ sở để mà có thể là tiếp tục cuộc chiến này. Bám định dư luận đấy. Rồi, chúng ta sẽ sang một cái thông tin mà tôi cho là quan trọng nhất ngày hôm nay. Đó là việc mà Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Washington. Họ nói rằng là quân đội Nga và quân đội NATO đang chuẩn bị một cuộc chiến. Phía ISW nói rằng là có một số cái tín hiệu về quân sự, kinh tế, tài chính cho thấy Nga dường như đang chuẩn bị cho một cái cuộc xung đột quy mô lớn với NATO. Đó. Tổng thống Nga Putin thì đã gặp lãnh đạo các phe phái ở Duma Quốc gia Nga vào ngày 19 tháng 3 và vạch ra những cái ưu tiên cho nhiệm kỳ tổng thống lần thứ 5 của mình. Ông Putin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển nền kinh tế Nga, mở rộng các chương trình xã hội được công bố trong cái bài phát biểu ngày 29 tháng 2 trước Hội đồng Liên bang, trong cái thông điệp liên bang đó. Và vào ngày 19 tháng 3 thì ông Putin cũng tuyên bố là cá nhân ông ấy đã chứng kiến lợi ích doanh nghiệp đã thúc đẩy việc mà bổ nhiệm các cơ quan lập pháp như thế nào khi ông ấy làm việc ở Leningrad và sau đó là Saint Petersburg. Ông Putin đã kêu gọi các nhà lãnh đạo ở các cái phe ở Duma Quốc gia Nga hành động vì lợi ích của nhà nước thay vì các tập đoàn hay là đảng phái, và nhấn mạnh cái việc mà bổ nhiệm người dựa trên kỹ năng và năng lực. Và gần đây thì cũng thấy rằng ông Putin đang xoáy sâu vào cái câu chuyện giới tinh hoa Nga là những ai. Trong cái bài thông điệp liên bang của mình thì ông tuyên bố rằng là những cá nhân mà gọi là đầu sỏ về tài phiệt về những năm 90 không phải là giới thượng lưu, mà giới tinh hoa thực sự là những công nhân và quân nhân đã chứng tỏ lòng trung thành của họ với nước Nga. Có lẽ đó là một trong những cái điều mà đáng chú ý,
một cái sự xoay chiều đáng chú ý. Bởi vì xưa nay ai người ta cũng biết rằng là ông Putin là một người mà cũng đã xây dựng quyền lực của mình bên trong một cái vòng tròn được gọi là vòng tròn giới tinh hoa. Nhưng bây giờ thì có vẻ như là khi mà chiến tranh nó đang vào những cái giai đoạn quyết liệt, ác liệt như này, thì có vẻ như ông Putin đang muốn lấy lòng người dân bằng cái cách là tuyên bố là những người lao động, những quân nhân mới chính là những người tinh hoa của nước Nga. Dù vậy thì cái lời nói của Putin thì nó cũng không phủ nhận được một điều, đó là ở trong xã hội thì thường những người thấp cổ bé họng như vậy thì không hề có được cái tinh hoa của xã hội thực sự, mà hưởng thụ những cái thứ vật chất tinh hoa của xã hội lại thường là cái lớp người giàu, những cái lớp mà người ta hay gọi là lớp tinh hoa đấy, những người lớp người mà dẫn dắt xã hội giới thượng lưu đấy, kiểu đấy. Tôi nghĩ cái cách nói của Putin là một cách nói hình ảnh thôi, để có thể là tận dụng, tiếp tục tận dụng cái sự ủng hộ công chúng cho cái cuộc chiến Ukraine này, thì ông nói thế thôi. Và cái việc mà ông ấy làm việc với các cái nhà lãnh đạo quốc hội để mà nói về cái việc là ổn định tài chính dài hạn của Nga ấy, thì nó cũng chứng tỏ là ông Putin đang muốn có một sự ổn định về tiền nong, tiền bạc, với một cái mức chi tiêu chính phủ cao hơn, và báo hiệu là cái sự chi tiêu đó của Nga nó cũng sẽ gây ra một số cái sự đau đớn cho một số các cái nhà công nghiệp giàu có, những cái tài phiệt chính trị ảnh hưởng ở Nga. Tất nhiên là ông Putin cũng sẽ không đàn áp những cái người mà được gọi là Siloviki, những người tài phiệt như vậy, giới tài phiệt như vậy, bởi vì nó có thể gây nguy hiểm cho cái sinh mạng chính trị của Tổng thống Nga. Nhưng là ông Putin đảm bảo hiệu là cái thời khắc khó khăn của các Siloviki đó đang đến rồi. Hiện tại thì khủng hoảng tài chính của Nga rõ ràng là nó chưa xảy ra theo như cái dự đoán của phương Tây. Nền kinh tế Nga thì vẫn đang trụ vững trước cái áp lực cực lớn từ phương Tây. Và bây giờ thì là lúc mà Nga họ lại tiếp tục tăng chi tiêu quân sự. Và Nga đang tiếp tục cố gắng né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế. Và Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng sẽ đánh giá là GDP của Nga sẽ tăng 2,6% vào năm 2024. Và báo cáo rằng là GDP của Nga tăng trưởng nhanh hơn tất cả các nền kinh tế các nước G7 vào năm 2023. Một phần cái sự tăng trưởng GDP đó đến từ cái việc là đầu tư vào quốc phòng cũng nhiều và bán dầu với giá cao, thì nó cũng giúp cho Nga có được thêm nhiều nguồn thu. Và vì vậy khi mà họ đã có được một cái chút dư giả rồi thì có lẽ là năm nay họ cũng sẽ đầu tư nhiều vào quốc phòng đây. Ngân sách tăng quốc phòng của họ rất cao và chi tiêu chính phủ chủ yếu dành cho quốc phòng vào năm nay. Có lẽ rằng là họ sẽ chuẩn bị cho cả một cái cuộc xung đột với NATO chứ không chỉ là cuộc chiến Ukraine này đâu. Còn Tổng thống Ba Lan là ông Andrzej Duda thì đã nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn ngày 20 tháng 3 với cái đài CNBC của Mỹ rằng là ông Putin dường như là đang tăng cường nỗ lực chuyển cả cái nền kinh tế Nga sang thời chiến và có ý định có thể là xảy ra chiến tranh với NATO sớm nhất là năm 2026 và 2027. Đó là một cái trích dẫn nghiên cứu chưa được xác định của Đức. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch hồi đầu tháng 2 cũng đã tuyên bố rằng là thông tin tình báo mới cho thấy là Nga có thể cố gắng tấn công một quốc gia NATO trong vòng 3 đến 5 năm tới. Một mốc thời gian được đẩy nhanh hơn so với những cái đánh giá trước đó của NATO. Và cái mốc thời gian cho cái việc tái thiết lại lực lượng quân sự của Nga nó cũng phụ thuộc nhiều vào cái nguồn tài chính mà ông Putin sẵn sàng đầu tư để mà cung cấp cho Bộ Quốc phòng. Và trong trường hợp không có lời giải thích nào khác cho cái sự chuẩn bị rõ ràng của ông Putin, nó đang có một cái sự chuẩn bị rõ ràng về mặt tài chính như vậy, thì dường như là người ta nghi ngờ rằng là Nga đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quy mô lớn có thể xảy ra trong tương lai với NATO, chứ không chỉ là kéo dài chiến tranh ở Ukraine. Tất nhiên một số chuyên gia họ cũng nói rằng là xung đột Nga-NATO có thể xảy ra sớm hơn so với dự đoán của giới phân tích, nhưng cũng chưa phải là trong tương lai gần.
Những nỗ lực của Nga thì nhằm tạo điều kiện ổn định nền kinh tế tài chính, rất có thể là nó nằm trong cái quá trình chuẩn bị tiền bạc và các nguồn lực khác để sẵn sàng bước vào một cuộc xung đột lớn. Ngoài ra thì quân đội Nga cũng tiếp tục thực hiện các cái cải cách cơ cấu để nhằm hỗ trợ cuộc chiến Ukraine, đồng thời mở rộng lực lượng vũ trang Nga về lâu dài để chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng. Lúc nãy ta đã nói về vấn đề kinh tế, bây giờ chúng ta nói đến vấn đề quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã phát biểu trước Hội đồng của Bộ phòng Nga vào ngày 20 tháng 3. Và trong cuộc phát biểu đó thì ông đã thảo luận về những cải cách quân sự đang diễn ra của Nga để tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội. Ông Shoigu báo cáo rằng là Nga đã thành lập cái đội đặc nhiệm Donetsk và một lữ đoàn tàu chiến như một phần của cái đội đặc nhiệm này. Và nói rằng là Nga sẽ tăng cường sức mạnh bằng cách bổ sung 2 đội quân và 30 đơn vị mới, bao gồm 14 sư đoàn, 16 sư đoàn và cuối năm nay 16 lữ đoàn để mà tuyển lấy hàng trăm nghìn binh sĩ hợp đồng, sẵn sàng chuẩn bị cho những cuộc chiến kéo dài. Và cái đội tàu sông Donetsk rất có thể là nó sẽ được triển khai cùng với nhóm lực lượng Donetsk tại khu vực Kherson, và nó sẽ bảo vệ cái vùng này của Nga trước các cuộc đột kích qua sông của Ukraine. Và Nga cũng hoàn toàn có thể dựa vào cái lực lượng này để đánh vượt sông, đổ bộ sang bờ phía Tây, những cái vùng mà do Ukraine đang kiểm soát. Và ông Shoigu đã phát thảo một số cái nỗ lực mà quân Nga họ đang cố gắng làm để tăng cường khả năng quân sự thông thường của mình. Nhiều khả năng là một phần trong cái nỗ lực lâu dài của Nga để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thông thường tiềm tàng với NATO hơn là cuộc chiến Ukraine. Và có cả những cái sự thay đổi về nhân sự, thưa quý vị. Ông Shoigu cũng đã giới thiệu Trung tướng Andrei Buliga làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phụ trách hỗ trợ hậu cần, và xác nhận thông báo ban đầu của Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm ông Buliga vào ngày 11 tháng 3. Trụ sở hỗ trợ hậu cần của Nga với ông Buliga là người đứng đầu thì nó sẽ có mục đích là tổ chức điều phối hoạt động hậu cần cho quân đội Nga trong cả thời bình và thời chiến. Và việc bổ nhiệm ông Buliga về cơ bản nó khó giải quyết các vấn đề hậu cần và hỗ trợ mà quân đội Nga đang đối mặt tại Ukraine trong thời gian trước mắt. Nhưng về lâu dài thì ông Buliga có thể cải cách các cái trụ sở hậu cần và nó sẽ có tác dụng lâu dài trong trung và dài hạn. ISW thì họ cũng tiếp tục đánh giá là Nga hiện thiếu nhân lực, cơ sở hạ tầng quân sự và năng lực đào tạo để bố trí phù hợp cho một số sư đoàn hoàn toàn mới. Tuy nhiên, những cải cách quân sự như vậy của Moscow là để xây dựng năng lực quân sự cho Nga về lâu dài, chứ không chỉ là trước mắt. Giới chức Nga thì cũng đã nhiều lần cảnh báo nguy cơ xung đột trực diện giữa Nga và NATO khi mà phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine một cách ồ ạt. Và ông Putin cũng đã nhấn mạnh rằng là phương Tây mà đưa quân vào Ukraine thì nó sẽ châm ngòi cho một cuộc xung đột giữa Moscow và NATO, thậm chí kéo theo thế chiến thứ ba. Liệu rằng có cái câu chuyện mà thế chiến thứ ba hay không? Chúng ta cũng đã bàn với nhau nhiều lần rồi, đúng không ạ? Tất nhiên dọa nhau thì đôi bên họ vẫn cứ dọa nhau thế thôi. Họ cũng chẳng có lý do gì để mà phải nhượng bộ đối phương, đúng không ạ? Ông Putin thì thậm chí còn cáo buộc là lực lượng quân sự NATO đã có mặt tại Ukraine rồi. Và rõ ràng NATO và Nga đang là những cái bên mà hoàn toàn có thể là quyết định cục diện thế giới trong những năm tới. Tôi nghĩ là như vậy. Hai cái lực lượng này nó đang ở cái thế cân bằng lẫn nhau. Nhưng một khi mà một cái bên như kiểu là cái bập bênh vậy, một bên mà nặng, một bên nặng thì nó sẽ mất đi thế cân bằng.
Và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng xem là NATO đã chuẩn bị những gì cho cái cuộc chiến này. Mới đây thì họ đã bắt đầu xây dựng một cái căn cứ quân sự mà lớn nhất châu Âu ở gần Biển Đen. Một khu vực cũng cực kỳ căng thẳng. Biển Đen là cái nơi mà quân đội Nga thời gian qua đang gặp rất nhiều khó khăn. Và bây giờ NATO thì họ triển khai một cái căn cứ ở Biển Đen. Tại Rumani, một quốc gia mà láng giềng với Ukraine. Newsweek, cách đây vài ngày, họ có đưa tin là Rumani đã bắt đầu xây dựng căn cứ quân sự lớn nhất châu Âu của NATO khi mà liên minh này đang tìm cách tăng cường lực lượng tác chiến ở Biển Đen và sườn đông NATO để theo dõi các hoạt động của Nga tại khu vực này. Căn cứ này thì nằm cũng gần biên giới Ukraine, cũng gần bán đảo Crimea luôn. Có tên gọi là Mihan Koganisianu. Tên khá là khó đọc. Căn cứ Mihail, ta cứ gọi tạm là như vậy cho nó dễ đọc. Dự án này thì có trị giá 2,7 tỷ đô và nó sẽ mở rộng căn cứ không quân số 57 của không quân Rumani nằm gần thành phố cảng Constanța của Biển Đen. Cơ sở mới sẽ có chu vi 32 km, diện tích 2.800 hectare và sẽ là nơi đồn trú khoảng 10.000 nhân sự làm việc cho NATO và gia đình của mình. Có nghĩa là họ sẽ xây dựng một cái thành phố ở đây luôn, gần như là thế. Xây dựng một cái thành phố ven bờ Biển Đen. Hiện tại thì có khoảng 5.000 binh sĩ, chủ yếu là Mỹ đóng quân ở cơ sở này. Và Rumani từ lâu nó đã là một nước quan trọng ở sườn đông NATO, là trung tâm quan trọng cho các hoạt động NATO ở khu vực Biển Đen. Hàng nghìn binh sĩ Mỹ đã di chuyển khắp đất nước để mà thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện và an ninh kể từ khi mà Nga-Ukraine bùng phát xung đột. Rumani, một quốc gia giáp Ukraine, rất gần điểm nóng và cũng là một quốc gia cực kỳ quan trọng ở sườn đông NATO và thậm chí là cả khu vực Ban Căng nữa. Mỹ đang chuẩn bị muốn biến Rumani trở thành một cái quốc gia mà gọi là tiên tiến của mình, tiên tuyến của NATO. Ở Rumani thì Mỹ có thể là triển khai hải quân, lục quân và cả không quân. Các máy bay chiến đấu và giám sát của Mỹ cũng thường xuyên xuất phát từ Rumani để mà kiểm soát an ninh ở sườn đông. Người ta cũng sẽ xây dựng một đường băng mới tại đây. Các cái cơ sở hạ tầng như là đường vào và lưới điện cũng đã bắt đầu được xây dựng rồi. Đây là khu vực nằm ở phía tây bắc Biển Đen đấy thưa quý vị. Và nó cũng là cái nơi mà hẳn quý vị còn nhớ là một chiến trường rất là sôi động trong suốt năm 2023 và đến tận đầu năm 2024 này. Khu vực Tây Bắc Biển Đen và nói chung là toàn bộ Biển Đen. Nó là nơi mà các cái xuồng cảm tử Ukraine đang săn lùng các tàu chiến Nga và đang khiến cho hạm đội Biển Đen của Nga gặp nhiều khó khăn. Có thể nói là như vậy. Gặp nhiều khó khăn. Hạm đội Biển Đen cũng đã không thể nào tập hợp được lực lượng mạnh nhất của mình, trong khi đang phải đối phó rất là khó khăn với những cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử Ukraine. Bây giờ NATO đặt thêm một căn cứ quân sự tại khu vực phía Tây Bắc Biển Đen này. Nó cũng là một cái căn cứ để mà nhòm ngó vào nước Nga. Và nó cũng là một căn cứ mà theo tôi là có thể được sử dụng trong trường hợp tương lai nổ ra chiến tranh giữa hai bên. Căn cứ mới nó được cho là sẽ củng cố an ninh ở sườn phía đông NATO. Nhưng nó cũng sẽ là một sự đe dọa đối với quân đội Nga. Bởi vì nó cũng nằm rất gần bán đảo Crimea, nơi mà Nga sáp nhập 2014 và vẫn đang giữ quyền kiểm soát tại đây. Giới chức phương Tây thì họ cũng đã nhiều lần nói về cái việc là Nga và NATO sẽ có thể là xung đột với nhau. Thậm chí một quan chức Ukraine mới đây là ông nghị sĩ của Ukraine Alexei Goncharenko cũng đã nói rằng là Pháp chuẩn bị đưa quân vào Ukraine. Đây là một tin tức cũng khá quan trọng trong lúc mà nhiều cái luồng thông tin nó đang khá là phức tạp. Chúng ta hãy cùng thử xem. Quan chức Ukraine này tuyên bố là Pháp chuẩn bị gửi quân tới Ukraine. Ông này là quan chức đại diện cho thành phố Odessa trong Quốc hội Ukraine, cho biết là Pháp đang xem xét cái việc triển khai lực lượng quân sự tới các khu vực của Ukraine giáp biên giới Belarus và những cuộc thảo luận về cái câu chuyện này đang diễn ra một cách hiệu quả. Ông nói rằng là tôi đang liên lạc với các đồng nghiệp Pháp
Tôi có thể nói rằng mọi thứ đều nghiêm túc. Hiện có kế hoạch triển khai binh lính châu Âu đến biên giới với Belarus. Một sứ mệnh sẽ thay thế quân đội Ukraine đóng quân ở đó và cho phép lực lượng này di chuyển sang các hướng khác. Điều này sẽ giúp củng cố mặt trận phía đông và phía nam của chúng ta. Và theo ông này thì các nguồn tin thân cận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định là nhà lãnh đạo Pháp rất quyết tâm đưa quân Ukraine, nhưng số lượng binh sĩ thì vẫn đang được thảo luận. Ông này cũng tiết lộ là Pháp muốn thành lập một liên minh gồm các đồng minh, trong đó có thể bao gồm Ba Lan và các nước vùng Baltic. Và cũng lưu ý rằng là Đức khó tham gia nỗ lực này vì Berlin coi việc triển khai quân trên thực địa là một sự leo thang không cần thiết và lo sợ xảy ra một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga. Theo quan chức Ukraine, thì ông Macron muốn tạo ra một căn cứ chung để đào tạo quân nhân và sản xuất đạn dược tại Ukraine. Hai địa điểm ở phía Tây Pháp đang được xem xét cho mục đích này. Và nó không có gì là ngẫu nhiên cả, thưa quý vị. Trước đó quý vị đã thấy rằng ông Macron tiết lộ rằng là sẽ có một cái cân nhắc là đưa quân tới Ukraine. Và lúc đó tôi đã chia sẻ với quý vị rồi đúng không ạ? Không phải ngẫu nhiên mà ông nói như thế. Chắc chắn là đã có những kế hoạch bàn thảo rất là kỹ lưỡng ở đằng sau hậu trường. Ông Macron không nói đùa. Và Ukraine, ông nghị sĩ vừa rồi, tôi nghĩ cũng không nói đùa. Và nếu như có cái câu chuyện mà Pháp đưa quân vào Ukraine như vậy, thì chắc chắn rằng nó sẽ khiến cho tình hình cực kỳ căng thẳng. Về phía Nga, thì ông Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev cho rằng là Nga sẽ hưởng lợi nếu Pháp triển khai binh sĩ tới Ukraine. Ông này nói, thực tế sẽ rất tuyệt nếu Pháp điều vài trung đoàn đến Ukraine. Rất khó che giấu số lượng quân nhân như vậy. Nên loại bỏ họ không phải là nhiệm vụ khó khăn nhất, nhưng chắc chắn là nhiệm vụ quan trọng nhất. Hãy nghĩ đến phản ứng dây chuyền theo hướng có lợi mà hành động của Pháp mang đến. Và ông ấy nói rằng là quân nhân Pháp tại Ukraine nó sẽ trở thành lực lượng can thiệp, nên loại bỏ họ là ưu tiên và danh dự với lực lượng vũ trang Nga. Giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Nga hôm 19 tháng 3 cũng cho biết là Pháp chuẩn bị đưa khoảng 2.000 binh sĩ tới Ukraine. Những thông tin này vẫn đang rất là khó để mà phân biệt. Tôi thì không nghĩ rằng là Pháp triển khai nhiều quân như vậy đến Ukraine đâu. Tôi vẫn nghiêng về cái khả năng là họ sẽ triển khai một lượng nhỏ binh sĩ, khoảng độ 100-200 binh sĩ đến. Để làm gì? Để làm cái nhiệm vụ huấn luyện, sử dụng các loại vũ khí cho Ukraine. Theo đúng cái cam kết an ninh song phương mà Ukraine và Pháp họ ký với nhau. Chứ còn mang một lúc vài nghìn binh sĩ sang thì nó là to chuyện rồi đấy. Vài nghìn binh sĩ thì nó có thể là ở cấp lữ đoàn rồi chứ không phải là đùa đâu, thưa quý vị. Và một lữ đoàn như vậy mà tham chiến thì có thể là nó sẽ gây ra xung đột thực sự giữa Nga và NATO đấy. Nếu như điều 2-3 ngàn binh sĩ đến thì nó cũng đã tương đương với cấp lữ đoàn rồi, đúng không ạ? Chưa hết, mới đây thì Thủ tướng Anh Rishi Sunak cũng đã ký kết những cái thỏa thuận an ninh với Ukraine. Và một số các cái báo cáo nghiên cứu họ nói rằng là ông Sunak cũng đã có những cam kết riêng với Ukraine là Anh cũng sẽ muốn lập một cái vùng đệm ở Kyiv cho NATO. Theo đó thì Anh có kế hoạch đề xuất tổ chức một cái vùng đệm quanh Kyiv, sử dụng NATO và điều các máy bay chiến đấu đến khu vực mà xảy ra xung đột vũ trang. Một bài báo trên tạp chí quốc phòng của Nga thì đã cho biết là Anh đã đề xuất chuẩn bị lực lượng để có thể điều đến Ukraine trước tháng 5 năm nay. Bài báo viết, Anh tính đưa vào Ukraine một lực lượng NATO đông đảo có tính cơ động cao từ khu vực biên giới Romania và Ba Lan, nhằm tạo vùng đệm trong phạm vi các vị trí chiếm đóng, trong đó có biên giới với Belarus và vùng lãnh thổ xung quanh Kyiv. Theo London, số quân được rút ra khỏi đây sẽ được điều đến vùng chiến sự
nhằm làm suy yếu năng lực tấn công Nga và buộc nước này phải đàm phán. Bài báo của các nhà khoa học này nhận định. Rất nhiều những cái chia sẻ đúng không quý vị? Bây giờ lại có thêm cả Anh nữa. Tới đây biết đâu lại có thêm Mỹ. Đức thì tôi nghĩ là họ cũng không tham gia vào những cái chuyện này đâu. Nhưng mà Pháp thì có vẻ là máu nhất. Vì sao ông Macron và nước Pháp lại đột ngột tỏ ra cứng rắn với lại Nga như vậy? Chắc hẳn đằng sau có nguyên nhân. Và ta đang nhìn một cách toàn diện. Ta đang nhìn một cách toàn diện cả đôi bên, cả Nga và NATO. Nếu như một cuộc xung đột thực sự xảy ra, thì nó sẽ có mấy cái khả năng, theo tôi. Khả năng thứ nhất đó là đôi bên sẽ đánh nhau theo cái kiểu là chỉ dùng cái vũ khí thông thường thôi. Khoanh vùng là dùng vũ khí thông thường, chứ không dùng đến vũ khí hạt nhân. Và đó là một cái cuộc xung đột mà hạn chế, sẽ không phải đánh nhau trên diện rộng như kiểu thế chiến, mà là đánh nhau một cái hạn chế, xung đột một cái hạn chế. Đó là khả năng thứ nhất. Khả năng thứ hai, đó là họ không còn lằn ranh đỏ nào, và sẽ chơi tổng lực với nhau bằng vũ khí hạt nhân, chiến thuật. Đó là cái kịch bản tồi tệ nhất. Và kịch bản thứ ba ấy, thì có thể là một lượng binh sĩ NATO sẽ vào Ukraine để hỗ trợ chiến đấu cho các binh sĩ Ukraine theo một cách nào đó. Có thể là giúp vận hành vũ khí, hoặc thậm chí là thành lập những cái quân đoàn kiểu như là quân đoàn tình nguyện quốc tế chẳng hạn. Nó sẽ là một cái cách giúp đỡ kín đáo hơn và đỡ chọc giận Nga hơn. Thì phải. Dù sao đi nữa thì cả Nga lẫn NATO họ cũng đang chuẩn bị ngắm bắn vào nhau rồi. Đang giương súng ngắm bắn vào nhau rồi. Thời gian cũng không còn nhiều nữa. 2024. Với đến khoảng 2026-2027 chúng ta sẽ biết được là liệu rằng có chiến tranh Nga-NATO hay không. Việc mà quân đội Nga vẫn đang gặp khó khăn trên chiến trường Ukraine, nó cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến một cái cuộc xung đột tiềm tàng với NATO trong tương lai. Liệu rằng Nga có đủ sức để mà cân được các nước NATO hay không? Và liệu rằng là Pháp có lãnh đạo một cái liên minh quân sự nào đó bên trong NATO, một cái NATO thu nhỏ bên trong NATO để mà đánh với Nga hay không? Đã có một số cái quốc gia mà đồng tình với Pháp, ví dụ như là các nước Baltic đó, hoặc là Séc, cũng đã khá là đồng tình với lại cái ý tưởng của Pháp. Nhưng mà cũng cần phải xem là ông Macron liệu rằng có nói lời, giữ lấy lời hay không? Hay là chỉ là một cái chiêu mà rung cây nhát khỉ, một cái chiêu mà gây áp lực với Nga để buộc Nga phải nghĩ đến phương pháp đàm phán hay không? Nói chung là bàn cờ địa chính trị thế giới, bàn cờ quân sự thế giới nó sẽ vẫn còn vô cùng là phức tạp. Mà chúng ta sẽ phải đón nhận những cái diễn biến nó bất ngờ với tất cả chúng ta. Quý vị hãy để lại bình luận ở bên dưới để giúp chúng tôi chia sẻ những cái nhận định của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video mới.